Dạ thưa các bạn, bây giờ mình vừa nhận được một đơn hàng này đó, về mình vừa nhận về nha. Đây cho mọi người xem. Bây giờ mình đang có thử xem nó có giống như ở trên kia không. Thôi bây giờ mình đang đợi đây, bây giờ mình bắt thử nha. Đây đây nha. Đấy, tên đây thì mình bóc nha, cái này phải để kéo rồi. Vậy mình bóc, mình sẽ bóc cẩn thận. Đó, mọi người thấy chưa? Chưa? Mọi người thấy cái gì không? Đây. Bây giờ là... Ây... cái đồng hồ ấy to rồi, to sướng tay nha. Đồng hồ nha. Bây giờ mình lấy ra. Đây chiếc đồng hồ thì nó bị gì ạ? Đấy, nó bị dính gì ạ? Cái này nó chắc lắm đó mọi người, cái này đẹp lắm mà hình như cái này nó không giống ở trong kia sao. Đây thấy chưa mọi người, sáng chưa? Rồi ơi sướng nhỉ, đây là đồng hồ là sáng nhá. Đây chụp vào đây, bây giờ hình như là vẫn không đúng giờ nhỉ, mình thích chỉnh sửa nó. Như là cái này mình không chỉnh được mọi người ạ. Đây, ôi giời ơi, bật lên nó sáng này. Đẹp chưa? Thế là đã thỏa mãn rồi, và cái này mình không chỉnh bây giờ đây nha. Đấy, cái này mình vặn thì nó không chỉnh được nhá. Đây. Nó bị dính gì đây. Mình sẽ tách ra. Để tốt lắm nhưng mà đây 12 4 6 này 8 này, người ta chỉ ghi mấy số này nha. Như là cái này nó không giống gì trong kia sao ạ, nó khác hàng luôn nha mọi người. Đây cái này mới tem luôn, chưa có bóng gì, chưa có làm gì luôn. Bây giờ mình thử đeo thử nha. Đây. Đấy chưa? Đẹp chưa? Đây, cho một đi xem. Đây ở đây này, sáng sáng như gì luôn đấy. Tuy nhiên cái đồng hồ giờ nó không chuẩn, giờ nó không đúng này, nó sai. Bây giờ như là vẫn chưa đến 5 giới hay sao, cái 4 giới à, 4 giới mà cái này nó sai, nó đi hơn 1 tiếng à, mọi người thấy không? Nha, bây giờ mình nhận được hàng. Nó tốt nhưng mà nó xài cái thời gian. Bây giờ mới có 4 giờ, cái này nó đi theo như là đi theo nước ngoài hay sao ấy. Nó không chuẩn cái giờ, không chuẩn cái giờ đây. Không biết là cái dây nó có tốt không này. Tốt hết mọi người. Cái này mình chỉ cầm đi hoặc là mình đeo cũng được, nhìn nó sáng sướng chưa. Đây à, cho mọi người xem hóa đơn đây.
Đây, hóa đơn đây. Đây là rồi xem không? Đây. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop. Nếu bạn hài lòng với sản phẩm bị lỗi, thiếu sản phẩm, bạn không ấn nhận hàng, vui lòng nhắn tin lại cho shop hoặc liên hệ với số điện thoại đó. Đây, đây là cái cũng không phải là giấy bảo 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 hành gì đâu. Đây xong rồi hết rồi, không có gì đâu. Đây thế này rồi mọi người, mọi người nhá, mọi người đã xem, nếu mọi người thấy hay thì mọi người hãy ủng hộ nha. Rồi đẹp lắm.